chào các bạn nha. Hôm nay Hoàng sẽ chia sẻ với các bạn cái áo cổ vắng cổ công sở. Rồi cái cổ thì cái thân áo công thức mình lấy đó mình vẽ, và cái cổ đó thì mình xuống 9 cm và ngang thì 9 phân rưỡi. Rồi mình lấy sang xuống vải bằng giấy của cái công thức đó. Nếu như các bạn nào chưa xem thì các bạn tìm cái công thức cơ bản của áo công sở nha. Rồi bây giờ thì mình cắt cái thân ở dưới vải. Rồi, cứ như là cái đó là cái thân trước. Thân trước xong rồi. Giờ tới mình vẽ và mình cắt cái đặt cái thân sau lên. Cái vải mà không giãn thì loại không nhấn bên nó ngang ngực, thân trước mình cộng 2, thân sau mình cộng 1 là trừ hao đường may riêng là vẫn nó rất là vừa luôn đó các bạn. Rồi cổ thân trước qua 9 rưỡi thì thân sau mình cũng qua 9 rưỡi luôn, rồi hạ xuống thì 5 phân, rồi mình móc cổ thân sau. Rồi giờ mình cắt cái mình vẽ cái keo. Keo mình ở đây mình sử dụng keo ép hột, bề ngang là 6-7-5 cm, bề dài là khoảng 21, có nghĩa khoảng là có nghĩa là mình độ chừng nha các bạn. Khi mà mình mổ cái đường đó xuống thì khoảng 18 hả. Rồi mình vẽ cái xuống 5 cm ra móc cổ đặng mình đo cho các bạn dễ nhìn. Rồi mình nối tiếp vô và đo cách đường may cổ khoảng 1 phân, và cái vòng cổ của mình nó là 28 đó. 28 xếp đôi. 28 xếp đôi thì nó ra 56, 56 mà khi mình để như vậy mình chồng cái đầu vô không mổ cái đường phía trước xuống thì nó hơi khó. Rồi bây giờ mình cắt hai miếng vải bề bản 6,5 cm. Cái vải này thì các bạn cắt vải xuôi hay vải ngang thì cũng được. Theo mình nghĩ thì quải ngang khổ thì cái đường xếp ly, đường xe lai của mình nó sẽ nhìn nó sẽ có cái ly hơn, nó dúng dúng, nó sẽ có cái nếp hơn. Rồi bề dài của nó là 35. 35 xếp đôi là 70 một cộng, mình cắt như vậy là 2 cộng như vậy. 2 cộng đó thì chừng nữa các bạn nối lại và các bạn xe lai hai bên hết. Rồi mình cắt hai cộng bề ngang 3 cm, bề dài khoảng 60, thì vải của mình dài được bao nhiêu thì mình cắt bấy nhiêu, nhưng mà để cái đó thì để sử dụng may cái nẹp ép lên cái phần cổ đó các bạn. Với cái viền, cái đường viền mình viền hai cái miếng mẫu trụ ở phía trước. Rồi cái miếng ép keo hồi nãy thì mình ủi lên vải và cắt sát hết. Xong thì mình đi ủi cái đó xếp đôi lại, đôi lại cho nó vô nếp đi. Rồi các bạn cái vải đen 3 cm hồi nãy đó mình ủi cho nó xếp đôi lại luôn, rồi mình viền.
Khi các bạn đột cái đó thì mình nung cái lớp vải màu đen lên nha. Đó, 2,5 phân nè, 2,5 cm. Các bạn nhìn cho kỹ. Và cái đó dài á thì 21. Rồi cái mình lấy cái thân áo thân trước đó, mình xếp đôi lại, mình điểm phấn cái đường giữa. Và dài á thì mình hạ xuống đó 18 thôi. Khi cái bề bảng hồi nãy 2,5 cm thì các bạn lấy một bên đó là 1,2 hàng. Khi mình lấy nhỏ hơn cái bề ngang của cái miếng trụ là 1 mm, như là kia 2,5 phân, còn cái này là 2,4 phân, mỗi bên là 1,2 phân. Khi các bạn mổ cái đó thì ra thì nó căng ra là vừa 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 thẳng, mà nó không bị bể cái phần mình mổ đó. Thì các bạn đột cái đường vải đen nãy cũng coi như là cái chuẩn để mình lái cho nó đều luôn. Rồi khi mình đặt lên mình đột đó, thì cái mũi kim của mình nó nằm mép mép trong cái đường mình đột dằn khi nãy. Đặng mình vừa lái cái đó mình bật ra thì nó đều cái đường viền, mà nó cũng khỏi cái đường dằn luôn của mình luôn. Nó bật ra là nó như vậy đó các bạn. Rồi ở bên kia thì đối xứng lại, mình giới hạn của nó là bề ngang hai đường phấn, giới hạn cho nó chính xác nha các bạn, không có cho nó lố mũi kim nào hết. Rồi mình cũng lấy cũng giống như vậy luôn, cái mũi kim của mình nó nằm ở cách cái đường dằn của mình. Vậy khi bật ra thì nó không có lú cái đường dằn ra. Rồi bây giờ đột cái hai mí lại mối ngay ngang mí phấn ngang rồi đó, thì mình dùng kéo, mình kéo bén đó, mình sử dụng cái mũi mình bấm cho nó sát cái góc nằm ngay cái góc giữa đường phấn ngang và cái đường mình lại mối mũi kim. Rồi mình bẻ trở ngược lại, mình sửa lại cái đường đó sao cho mà nó hai cái góc hai bên đó nó ngang với nhau, nó không có bị xéo lên xéo xuống. Rồi mình ghim vô cái bằng lừa cho nó dằn lại và bật trở ngược cái góc đó lại, và mình khóa hai bên hai cái góc đó. Các bạn đột cho kỹ nha, mình đột xong rồi là mình đột hai đường không đó. Rồi quay lại bên bề mặt trên đó thì mình ép một đường, mình nhiễu một đường cho nó tầm một mũi kim, mà tầm cách cái đường viền một mũi kim. Rồi bật chân ngược cho nó dạch cho nó sát ra. Đó coi như là xong cái phần mổ trụ. Rồi mình lấy cây kéo mình danh bỏ cái đầu dư cho nó tròn cái cổ ngang qua. Rồi mình quên nói với các bạn là cái cổ áo này á, thì mình vắt sổ cái đường cổ hết luôn nha các bạn. Và mình nó xong cái trụ thân trước rồi, mình lấy cái đô thân sau, sau mình đắp úp mặt lên, úp mặt lên, rồi mình gác hai cái đô trước đô sau với nhau cho nó thành vòng tròn cái cổ. Rồi gấp cái đô xong rồi mình đột dằn một đường ngang qua cho nó đừng có bị giãn. Khi mình dúng cái miếng dúng
mà mình không có dằn rồi đặt lên nó dạt cái cổ rồi mình bận mặc vô nó méo một bên. Như chỗ nào giãn cái nó bị rảnh. Dằn cổ xong thì mình đo cái vùng cổ ngang cái ở trong cái thân áo của mình thử coi là bao nhiêu. Nó là 32 rồi cái hai cái đường khi nãy 6,5 dài 35 xíp đôi đó bạn, hai miếng đó mình nối lại mình xe lai và mình đột mình kéo chỉ thưa mình đột mò hai cái đường chỉ thưa để mình rút dúng lại. Cái đường đầu cách đầu tiên cách cái mí xe lai bên ngoài và tầm khoảng 1 cm. Và đường thứ hai thì bằng một cái chân vịt của máy công nghiệp của mình. À, kéo chỉ dày lại rồi các bạn nắm hai cái cọng bề trái của cái miếng vải đó mình rút lại khoảng nửa đường cọng vải đó thì mình thắt rút cái hai cái cọng chỉ đó lại khóa một đầu lại. Rồi mình chốt một đầu lại xong rồi cái mình nắm hai cái cọng đầu bên kia mình lật cái miếng vải làm sao cho nắm đúng hai cái cọng bề trái giống cái đầu đằng này nha các bạn. Rồi rút vào khi mình ấy thì mình hạo thử coi nó tương đối bằng cái cổ chưa, nó bằng thì mình chốt nó lại luôn rồi mình ban cho nó đều. Để không thôi cái cùng là thân trước mà một bên nó thì dúng ít một bên dúng nhiều. Rồi mình sửa cho nó đều lại rồi mình đột khóa một đường chỉ dày ngay chính giữa hai cái đường chỉ thưa đó. Mình đột ngang cái độ dúng cho nó chết lại. Nó không có chạy tới chạy lui được. Rồi cái mí mà mình mổ cái trụ khi nãy mà nó nằm lớp trên á đó, các bạn lót cái miếng đó trở ngược vào trong và mình đột một đường rồi bật trở ngược ra là như là nó bọc cái đầu lại luôn, cho nó bọc cái đầu lại nó không có lú cái mí dắt sổ của mình. Còn cái ở bờ bên kia nằm ở lớp dưới thì mình để cho nó dài ra luôn, nó dài ra bằng cái mí ở dưới luôn, tại vì mình đâm nút lên chồm lên hai phân thì nó đã líp lại rồi. Rồi mình đặt cho nó cái hai cái lớp dúng của mình nó lú ra khỏi cái mí cổ cỡ 8 ly. Rồi mình quay đầu lại, mình đột tới cái đô rồi xong rồi các bạn quay đầu lại, các bạn đột từ cái đầu mí bên đây trở ngược tới cái đô bên đây. Và cũng cái lớp dúng nó khỏi chồm ra khỏi 8 ly ra khỏi cái thân. Rồi xong rồi đến cái mí đô á thì mình lại mối lại và mình quay lại cái đầu thuận tay hồi nãy mình đột cho nó dễ. Đó các bạn, mặc dù á mình khóa chỉ hai đầu lại và đo nó tương ứng với cái cổ mép trong rồi nhưng mà mình vẫn đọc căn bản hai đầu và còn chính giữa thì nó dư hay là nó thiếu gì bao nhiêu thì mình còn có thể dời ra dời vô ở phía sau chút đỉnh được. Giống như là người ta nói giống như mà thời sửa xe là tăng đưa vậy đó các bạn, tăng đưa với sơn.
Rồi cái đường đó mình đột dần lên một đường, và trước khi mà khóa cái đầu bìa thì mình đọ với cái bên kia, rồi mình đột cho nó hai bên đầu nó bằng nhau, đến khi bật lên đó thì gài nút lại thì nó không có bị so le với nhau. Rồi mình danh cái lớp mình đột đó bỏ bớt cái bên mà nó vải, nó không phải xếp đôi đó, mình đột vô quá thì để cho nó đẹp, mà không để nửa lần chừng mà nó lú ra rồi lỡ đột rồi cái mình để mình danh sao cái nó xấu vậy lắm. Danh cho nó còn nhỏ lại. Rồi đột cái đường đầu tiên, rồi chúng mình đột cái bậc chân ngược nó lên, ép lên. Rồi mình lấy cái mũi của cây nhấp chỉ đó mình đẩy vào ép cho nó khéo, cho nó đừng có lú cái đường loại mối ở ngoài bìa. Rồi lẽ ra thì mình sẽ trang trí một cái nơ lên. Chị này lớn tuổi rồi cho nên là mình trang trí bằng ba cái nút. Đây xong thành phẩm của mình đây. Và video của mình đến đây đã hết rồi. Xin chào tạm biệt các bạn nha.